Ngày 7 tháng 9, trao đổi với tuổi trẻ online, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy, 40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy bị tạm giữ do có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về công ty bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lại cho chính những người góp vốn. Sau đó bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, công ty bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Công ty này lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản. Bà Vũ Thị Thúy là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam và là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 101 SGC.